hài hước giúp giống như Harry Potter vậy chị. Tật xấu của em thích chơi đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà, gần em, gần em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp danh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi à. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách dạ. Có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? À, ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi chị. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em trấn thành đó hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đỉnh cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha, Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em rất là bời bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng bồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi đuôi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bời bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi mắc mớ gì không hửi. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao? Cụ thể cao, mập ớ. Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi, nám rổ rồi, tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi. Thua rồi. Sở thích của em á là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Đâu đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á.
71 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, nay nhạt mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. Vậy được, thôi vậy đó được coi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng gà lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ. Mặt này cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường và chú Thường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Thì xưa anh học thì đi học rồi về xong học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Biết nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Đi học xong mẹ làm về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đủ. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mai mốt về rồi là ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa trời ngon lắm. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi bạn trai có đi với ai không? Dạ mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu cho gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ không biết là bác có chịu được con dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột gì đó tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ cảm ơn. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mẹ ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em anh có xăm mình không? Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ qua. Giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Lúc anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người trai xăm mình? Em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân
chất chơi kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy chứ. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng cái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết anh là ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình, xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy. Sao em? Cái gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Vậy chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Dĩ vãng, dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên... 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đang tìm đọc tình thật cho nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em phải suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn người, bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh là thật sự là muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bấm. Mình có chứng kiến của mình. Yeah. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái? Chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên. Mình rung động thì mình mới bấm nút, mình không rung động thì thôi. À, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc. Và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay, chúng ta có thêm một người bạn. Yeah. Rồi. Chúc thành công nha thằng trai nha. Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc y tá cũng được. Tại vì một phần đó là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là... Quan điểm rất rõ ràng. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếng nói chung của cặp đôi thứ hai. Hả màng. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chú chào con. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cần Thơ. Em đang làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ hả? Dạ. Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành... Dạ em làm ở Cần Thơ. À mình lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Em bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ em chuyên khoa sản ạ. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được 1 năm ạ. Mới được 1 năm. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Nhân, năm nay em 28 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Một bên là giáo viên, một bên là bác sĩ. Bác sĩ. Được đấy. Em quê ở đâu? Dạ, em quê Hậu Giang chị. Ồ, ngày xưa chung tỉnh, bây giờ tách ra. À, hỏi kỹ công việc bạn nữ một chút xíu. Một năm nay vậy là mình trực tiếp đỡ đẻ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện. Dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn. Wow, giỏi quá ta. Ủa vậy là thời gian mình phân bổ được cho hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện. Buổi chiều có tiết dạy thì dạy. Còn buổi tối thì có lịch trực thì trực. Dạ. Bên kia cũng bác sĩ thấy sao? Dạ cũng hợp anh. Hợp đúng không? Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng mà kiếm người vợ lo cho ba mẹ. Dạ một phần thôi anh. Một phần dạ.
Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều. Còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Kéo lâu dài không bạn? Cũng được một năm. Một năm, vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không? Còn bạn nữ thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình rồi ạ. Cũng hồi đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi em học năm cuối đại học. Bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa. Dạ rồi, nên khi mà em còn học thì bạn nó đã đi làm rồi mà làm ở Sài Gòn. Nên hai người ở hai nơi rồi cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều. Xa mặt cách lòng, chia dạ, tay luôn. Dạ. Ồ, chứ hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, thứ nhất là tại vì môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy đúng chi, môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi, thì cũng là các em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các thầy cô, anh chị thì cũng có gia đình. Rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. Ưu điểm với khuyết điểm của mình? Mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng. Em thích lắng nghe người ta nói chuyện, tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó lại là nhược điểm của mình, đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói. Đôi khi mình không bày tỏ, không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra. Ta không hiểu được mình. Dạ đúng rồi. Nó giống em đó anh. Sao bạn trai? Em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói. Dạ, hai người nghe không là ai nói. Bạn từng là giảng viên đại học đúng không? Dạ, hiện tại thì em đang học lên. Lên thạc sĩ? Dạ. Thạc sĩ xong tiến sĩ? Đó em cũng dự định thôi anh, dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp. Ủa giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông? Dạ, trước đó thôi chị, còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị. À, ủa sao từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông? Tại hồi xưa em dạy ở Sài Gòn á, xong rồi nhà em không có ai hết. Rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi, cho nó gần rồi em về quê. À, dạ. Về quê thì hồi dạy xuống cấp. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì vậy bạn? Em có thể chơi thể thao, biết lắng nghe, nói chung là giao tiếp tốt, kỹ tính. Và điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính. Bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn em thì cao khoảng chừng 1m6 trở lên, cân đối. Có phải làm dâu không? Cũng không cần đâu chị. Ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì ai ở với ba mẹ, rồi ai chăm thì sóc ba mẹ? Thì nếu vậy em phải đi về thường xuyên. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có rồi hết rồi chị. Nhà cửa gì có chưa? Thì về thì ở với ba mẹ. Mới nói không làm dâu. Các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ở dơ. Bác sĩ làm coi chứ. Hai cằn nhằn. Hôm nay ít nói, không nói chuyện. Bác sĩ em không có nói, không em có nhiều em đâu. Cũng ít nói lắm. Rồi ok, để coi sao. Bác sĩ làm dâu được không? Đi học không là biết làm việc nhà không? Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được. Nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không bảo đảm. Nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào con. Dạ con chào chú. Chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Thấy cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Một lần hộ đối đấy. Mình nhớ nha. Ok nha. Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn trai không? Đối với em thì yêu thì sẽ có một số nguyên tắc. Rồi, nguyên tắc. Nè, nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè. Dạ. Thứ nhất là phải 5T, tôn trọng, phải thành thật, phải tin tưởng, phải thông cảm, rồi phải thẳng thắn. Cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5T đó thì đương nhiên là em không thích rồi. Bạn đảm bảo được mấy T? Dạ, chắc có thể là hết năm luôn á chị. Phải không? Em thẳng thắn lắm chị. Bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm, thầy giáo có đồng ý không? Dạ cái đó không sao chị, đó là làm nhiệm vụ chị ơi. Đang đêm đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là phải vấn đề gì không? Dạ không, mất quá thì em chở bạn nữ đi vô bệnh viện đó chị. Ở nhà rồi bạn phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn. Em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh Quyền Linh dạy nấu ăn, cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó. Được. Rồi thôi vậy cũng được. Đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha. Hôm nay bác sĩ có đi, mình đi có người nhà mình đi theo không? Đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với hai chị với em út. Em thấy em gái này cũng hiền mà vui vẻ, đi nói chuyện đồ em thấy em thích. Dạ. Chị thấy em hiền, chị thích em rồi đó. Còn em không biết có thích em chị hay không rồi chị. Rồi bây giờ mình cho bác sĩ với chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện. Bắt đầu. Chào. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Em là dễ thương, quá dễ thương. Dạ
Rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh thích gia đình có bao nhiêu con ạ? Tại đi làm em, trên anh hai con đủ rồi. Em thì thích một lần sinh đầu mình sinh một đứa thôi. Lần thứ hai thích sinh đôi. Thế thì được ba đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Tại lần thứ hai mình ngẫu nhiên mà. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra. Cho nên là em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết. Quan trọng do đó mà quan trọng được cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều, nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối. Em có hay ghen không? Ghen thì ai cũng có tố chất đó trong người hết. Nhưng mà mình phải ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không... Bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó. Cái đó là tùy thuộc vào ở suy nghĩ và lý trí của anh thôi. Tiền bạc ai giữ? Cái đó là em nghĩ chắc bà xã giữ chị. Tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền. Hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau. Thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này, đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà người ta cũng có thể đó, nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời. Và nó đến trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi. Em đọc thơ đi anh ơi. Rồi, đọc thơ luôn. Cũng được, rồi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sao cách xa muôn thước. Dù cách xa muôn thước, sao không ai nói trước. Lời tỏ tình trái tim, dẫu biết rằng yêu em là gian khó. Thì chân thành vẫn mãi không phai. Gian nan anh quyết tâm xóa bỏ. Cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em. Thử làm bài thơ lại liền. Ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm? Cũng xuông chị, đâu có... Mà nó giật quá, đọc thơ mà nó không có, nó tình cảm giật quá. Bạn nữ đọc bài thơ đi. Hát tặng bạn nam một bài. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em đơn làm mây trắng. Bên anh quân quyết mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ. Lạt vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi. Dạ em xin hết ạ. Nào, chúng ta chuẩn bị tiến hành tay vào bấm nha. Nút hay là không bấm nút. Trò chuyện đã qua, hiểu nhau cũng một phần. Và bây giờ đến quyết định. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Từ ở miền Tây lên đây cũng là một cái duyên rồi. Hy vọng rằng cái nợ đó cũng sẽ đến gần nha. Duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân ngày gần đây nhất. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay không gian hẹn hò ăn trưa của chúng ta đó là nhà hàng Việt Phố tại số 45 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3. Việt Phố là nhà hàng chuyên về các món hải sản đặc sắc, tươi ngon trong hơn 15 năm qua. Như các bạn thấy, kế bên tường là hồ hải sản với nhiều loại tôm, cua, cá, ngao, sò. Con nào con nấy thật là to. Với phương châm chỉ bán những con đang bơi đã làm nên thương hiệu nhà hàng. Và bây giờ thì Tường phải vào ngay bên trong bởi vì cặp đôi ngày hôm nay đang chờ Cát Tường rồi. Chờ bà Mai đến để hẹn hò, để mai mối và xem hôm nay cặp đôi nó có đồng ý hẹn hò với nhau hay không quý vị nhé. Xin mời quý vị. Đó, chứ thấy là hơi ốm, ốm mà có yếu không? Dạ không.
ăn nhiều lắm hả, sao mập? Dạ không, chắc em ngủ là em không thích ăn kem. Em có học qua làm kem được không? Cô một người làm kem thôi, thôi em làm em ăn nha, đừng có rủ cổ ăn nữa nha không. Rồi, xin chào cả nhà, Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi nha. Và cặp đôi ngày hôm nay thì cũng đã có mặt rồi. Bây giờ chàng trai đã xuất hiện, còn cô gái Tường sẽ ra mời cô ấy vào. Hello bạn trai, đợi chị Tường xíu nha. Dạ. Rồi, mời em gái vào. Rồi, tháo mặt nạ luôn, mời bạn trai mở mặt nạ luôn cưng. Cảm giác đeo mặt nạ hơi khó chịu xíu. Khó chịu ha? Dạ. Hồi hộp mà vừa tối tăm ha. Hít thở sâu, giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên đây nghe về tên, tuổi, công việc, nghề nghiệp của mình nè. Dạ, em là Ngọc Tiên, em đến từ Quảng Ngãi. Ngọc Tiên hả? Dạ. Công việc hiện tại của em đang là kỹ sư xây dựng, em đang làm ở bên 60A Lý Gia. Mời bạn gái giới thiệu. Em chào mọi người, em chào chị Cát Tường, em chào anh ạ. Em tên là Ngọc Xuân, năm nay em 28 tuổi. Ngọc Xuân? Dạ. Một bạn Ngọc Tiên. Em đang làm việc tại quận Nhất. Còn nhà của em thì ở Bình Dương ạ. Là làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng ở một công ty sữa. Về sữa. Dạ. Dạ. Chắc uống sữa cũng nhiều ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, Xuân? Điểm mạnh của em thì em hòa đồng hoạt bát. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Thế rồi trong công việc thì có quên không? Như thế nào? Dạ cũng có chứ ạ. Rồi. Nhưng còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì điểm yếu của em là nhậu khá là tệ. Nhậu khá là tệ. Hết hồn, tụi nó nhậu khá là nhiều, nó khá là tệ. Có đó điểm mạnh hay điểm yếu? Điểm yếu chứ, vì công việc của em là yêu cầu phải nhậu được kìa. À, nhậu được, còn về nhậu không được là thua phải không? À, nhậu tệ lắm. Mất cơ hội phải không? Dạ. Bạn gái biết nhậu không? Dạ không. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là em làm việc, nói chung là có tập trung. Em lại thích làm việc ở môi trường thoải mái hơn. Em nấu ăn nói chung là cũng được, ngon. Biết pha chế thức uống quán cà phê. Có điểm yếu gì không? Nãy giờ thấy điểm mạnh không hả nha? Ngủ nướng, em ngủ nướng kinh luôn. Dạ hả? Ăn nếu, được, ngủ được. Nếu mà em ngủ ngày bình thường, có thể ngủ tới khoảng chừng 3-4 giờ chiều. Mà đi làm quá không ai nuôi sao, ăn uống sao mà thấy ốm nhom ốm nhách vậy? Dạ, em không có thói quen ăn sáng. Phải ăn, ăn sáng là quan trọng đối với người nước ngoài. Bữa ăn sáng quan trọng, rất là quan trọng. Mình không ăn làm sao có năng lượng để mình làm việc nguyên một ngày. Dạ. Nha, có vẻ là hơi thiếu ăn, thiếu bàn tay chăm sóc đó. Cần phải gặp cô này để uống sữa nhiều một chút nha. Chứ em nghĩ là hợp đó. Ha, đó, chứ thấy là hơi ốm, ốm mà có yếu không? Dạ không. Trời, kỹ sư xây dựng leo trèo cỡ nào? À, ủa kỹ sư xây dựng cũng leo trèo nữa hả? Dạ. Chị tưởng là chỉ đứng chỉ chỏ gì rồi này kia thôi chứ. Thì đôi khi cũng phải leo ra ngoài giàn giáo rồi công việc cũng leo và thang từ lầu 1 xuống lầu 6 hay là leo lên xuống bình thường. Rồi được, ốm nhưng không yếu. Nên trường em sao? Em chưa quen ai, chưa quen ai. 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Chứ từ hồi đi học đi đồ không ai để ý, không làm quen ai hết trơn hả? Có, nhưng mà em không thích ạ. Chưa thích một người nào, chưa rung động một người nào luôn? Có chứ chị, nhưng mà em không thổ lộ cho người ta biết. Kiểu như mình đơn phương đó phải không? Dạ đúng. Nhưng mà nhiều không? Không nhiều lắm rồi. Chắc nhạt nhạt, chứ nếu mà mãnh liệt thì đã cho người ta biết rồi. Vâng rồi. Mà đối phương nó không phát hiện luôn hay sao? Dạ không. Bao lâu, em thích trong bao lâu? Cái đó là từ hồi cấp 3 rồi ạ. Rồi những lúc đi làm sau này chẳng lẽ không có ai lọt vô mắt xanh của em? Dạ không ạ. Vì do... Cô thích con trai không? Dạ thích rồi chứ. Dạ thích, nhưng mà do em... Đối với em á thì em thích là theo cảm giác thôi. Tức là nếu mà cảm giác của em thì em thích người đó thì em sẽ... bắt đầu có theo đuổi người ta và có những cái kế hoạch khác. Có nghĩa là nếu em thích là em sẵn sàng theo đuổi luôn. Vâng ạ. Nhưng mà tại vì là chưa thích. Rồi em có hiểu nguyên nhân tại sao cũng chưa ai tỏ tình với mình, đeo đuổi mình một cách mãnh liệt không? Em có tìm hiểu nguyên nhân không? Chắc em do em mới lúc đầu nếu mà chưa quen thân với em thì thấy em rất là gọi là lạnh lùng, xa lánh, chứ là kiểu khó ạ. Như vậy phải mở cửa, phải bật đèn xanh lên ta mới vô được chứ. 28 tuổi ngày xưa ta cũng là có con có cái luôn rồi đó. Dạ. Ha, điều chỉnh đôi chút, nhưng mà giờ muốn có người yêu chưa? Vâng ạ. Rồi thế còn bạn trai? Em thì cũng một thời gian khi còn học sinh viên thì cũng có một tình đơn phương. Vừa ra trường năm 2014 thì em cũng có quen một cô người miền Tây và lớn hơn em 1 tuổi. Khoảng cách vùng miền và tuổi tác thì gia đình cô gái không có chấp nhận. Thì, có 1 tuổi à? Dạ, có 1 tuổi thôi, nhưng mà gia đình cô gái kịch liệt phản đối nên là cô gái chủ động chia tay. Là có mối tình đó thôi đó, một mối tình một đó thôi đó hả? Sau thời gian đó thì em có làm việc bên công ty mới thì em đi công tác rất là nhiều. Nói chung là mỗi địa phương thì em đi khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng.
đi Phú Quốc, Cà Mau, Rạch Giá, rồi Bình Định, Phú Yên, nói chung là em đi cho nên là đi ta bà luôn nên dạ. Không có thời gian nào, không có ở một chỗ mà để ngắm nghía dạ, ai hết trơn phải không? Em đi mỗi nơi khoảng chừng 2 tháng là cùng mà. Còn giờ có thời gian hẹn hò không? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc văn phòng. Với công ty thì cũng có mong muốn là em về việc làm việc văn phòng. Nên là nếu mà xác định được những mối quan hệ cần thiết thì mình chuyển về làm văn phòng được. Rồi, thế em mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Tóc đen. Theo em nghĩ thì quan hệ bù trừ đi. Em hơi ốm chút xíu, bạn nữ hơi hơi mập chút xíu. Cao khoảng gần tầm cỡ 1m52 trở lên là được rồi. Tròn tròn mập mập ha, đâu cho coi. À, còn em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, đối với em thì em mong muốn là bạn ấy là có công ăn việc làm đàng hoàng, thật thà, thẳng tính à. Rồi, công ăn việc làm thì ổn định rồi đó, thật thà, thẳng tính á, nhưng mà về ngoại hình kìa. Ngoại hình thì em muốn là cao ráo, phải biết bơi. Biết bơi không? Trời, em bơi trùm luôn. Dạ hả, nãy mới nghe biết trèo thôi, giờ mới nghe biết bơi. Rồi, được. Nói chung là thiên về ốm. Nãy giờ nghe tôi nói ốm không? Dạ. Ốm quá được không? Dạ không, cũng vừa vừa người thôi. Thì mình nuôi, mình phải cho vỗ béo, mình cho thùng sữa, mình từng làm thùng sữa đi, từ từ mập ra. Dạ. Bán sĩ, sữa bán sĩ nha, chứ không phải là cho đâu. Đây, bây giờ người muốn mập, người che ốm, nhìn đi, kiếm đi, coi cổ là ai trong những cái cô gái đó. Kiếm đi, coi ảnh là ai trong những anh chàng này. Một anh chàng kỹ sư xây dựng, một cô nàng bán sữa. Dạ, em nghĩ là cô đứng ở chính giữa đây. Nghĩ cô đứng chính giữa hả? Rồi, dạ, được rồi, em cứ giữ đi để em coi đúng không. Còn em? Dạ, em nghĩ là đây hả? Vậy hả? Rồi, hai bạn cứ giữ đi. Lát tôi sẽ gả cô đó cho cái anh đó. Còn hai bạn thì chưa chắc tôi gả cho nhau. Xin mời quý vị hãy cùng nhau hướng mắt về trái tim để xem cánh cửa trái tim này mở ra các bạn ấy sẽ nói gì. Mở cửa trái tim. Chào em. Vâng, chào anh ạ. Anh Vô Hòa tặng em. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng có món quà này gửi tặng anh. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi dòm hình thấy sao? Dạ, hình như là chắc là sai. À, còn ở đây sao? Dạ, chắc. Dạ, em nghĩ là cô đứng ở chính giữa đây. Em nghĩ là đây hả? Vậy hả? Rồi hai bạn cứ giữ đi. Lát tôi sẽ gả cô đó cho cái anh đó. Còn hai bạn thì chưa chắc tôi gả cho nhau. Trời ơi, lựa vô mà toàn hot boy, hot girl không vậy. Mình trở về thực tế nè, một người thì ốm nhom, một người thì hơi tròn. Nãy em có mô tả em hơi ốm rồi, do bạn nữ cũng hơi suy nghĩ thôi. Còn em thì thiệt tình là trong 3 và 4 người này giống nhau á trời. Trộn sao giống nhau được, mỗi người mỗi vẻ sao giống nhau được. Thúy Vân, Thúy Kiều còn khác nhau nữa mà. Bây giờ tôi mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố. Rồi chúng ta vừa ăn vừa tâm sự ha. Xin mời hai bạn thưởng thức. Đây là món bò xuất tiêu đen. Đây là món sườn trù nướng khoai tây. Wow, nhìn thiệt là bắt mắt, hấp dẫn, trang trí cũng đẹp, mùi thơm. Mời hai bạn ăn đi, tường ra ngoài, tường chưa được ăn. Ăn dạ, về tâm sự nha. Dạ, rồi hai bạn chị. Chúc hai bạn ngon miệng. Em cảm ơn dạ. Chị ạ. Chúc chị cũng ngon miệng luôn. Dạ, mời bạn nữ. Vâng, em mời anh ạ. Wow, em là ở chung với gia đình luôn hả? Vâng ạ, em ở chung với gia đình ạ. Nói chung là công việc của anh thì từ 2013 tới giờ thì công việc của anh khá là gọi là đi. Anh đi từ Phú Quốc, Cà Mau, nói chung ra tới Hà Nội, Sa Pa, nói chung anh cũng đi qua hết rồi. Chỉ có đầu năm tới giờ là anh mới ổn định ở Sài Gòn thôi. Kỹ sư là mình làm gì vậy? Anh làm bên công trình. Công trình ạ. Với lại bên công ty anh thì nhận nhiều về bên công trình ngân hàng. Nên là ngân hàng sẽ mở chi nhánh phòng giao dịch đó. Ở đâu thì nhân viên kỹ sư anh sẽ theo tới đó. Em làm nhân viên văn phòng, em làm về dịch vụ khách hàng. Em làm đó được 3 năm rồi ạ. Anh đi mà anh còn không biết là anh đã đi qua những nơi đâu nữa. Vì anh đi nhiều quá nhiều. Anh là anh thích kinh doanh hơn là anh thích công việc mà nó gò bó về kiểu như là nhận lương ăn công được, nhận ngày công được gì đó. Nhìn chung anh cũng không thích cho lắm. Yeah. Thì em nghĩ như thế nào? Đó là tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Thì theo em thì miễn sao là
cái mình có công ăn việc làm và mình có ý chí cầu tiến, tức là mình có hướng để làm việc chứ không phải lười ở nhà mà không làm việc nữa. Nói chung là anh là tuy là kỹ sư xây dựng thật nhưng mà anh cũng có thời gian đầu tư anh học bên pha chế. Yeah. Anh có từng đi làm những quán cà phê về công việc pha chế phục vụ rồi đó. Yeah. Thì anh trong những món cơ bản hoặc là cocktail bên quán cà phê thì anh làm được hết. Cái đó rất là hay à. Em cũng thấy có các bạn của em pha chế những cái đó cũng rất là hay. Ủa, em là quê là Bình Dương à? Dạ đúng rồi ạ. Hồi sao tôi nghe không nói chuyện tình yêu mà nghe toàn chuyện ăn uống không vậy? Ăn gì đó hả? Sao mà? Dạ không, em ngủ với lại em thích ăn kem. Thích ăn kem? Dạ. Trời còn ơi. Còn em ăn thì em ít lắm. Đã bán sữa đâu còn thích ăn kem nữa. Em không uống sữa. Dạ. Có tiết chế lại bớt chưa? Dạ có à. Em nghĩ sao nếu bạn gái tròn như vậy? Dạ được chứ. Tròn nữa được không? Dạ được. Bạn gái em thích bột trừ mà. À, bạn ấy thích ăn kem. Thế giờ có kinh nghiệm ăn uống của em có cách nào chia sẻ bí quyết cho ảnh mập mập lên xíu không? Dạ chắc uống sữa với ăn kem nhiều quá. Ăn kem chung với cỏ không? Thì được, em làm kem được luôn. Làm kem được luôn? Dạ. Sao đó vậy em không tự ăn đi? Vì em có học qua làm kem được luôn mà. Cô rồi mọi người làm kệ thôi em làm em ăn nha. Đừng có rủ cổ ăn nữa nha không? Nhưng mà em ăn uống có dễ không? Sao mà hả? Em ăn uống kiến lắm ạ. Em không bị dị ứng về hải sản à. Không ăn được hải sản? Dạ vâng. Giống như là em chỉ ăn thịt về thịt bò, thịt heo hoặc là những con vật lành tính thôi, còn những loại thịt khác không bao giờ em ăn. Tại vì mấy người mà khi cái cơ địa người ta mập á là ăn cỡ nào cũng mập, mà cơ địa ốm này nè, ăn nhiều nó vẫn ốm. Dạ, nhiệm hộ vậy đó. Nhưng mà quan trọng là chuyện tình yêu nè, bao giờ em có thể tiến tới hôn nhân được? Ba em thì cứ suốt ngày cứ cha già con mộng chơi chơi, cha làm chết mẹ con chơi suốt ngày, nhưng mà ổng có đọc câu đó rồi. Nhưng mà em đã chưa sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng chứ chị. Mọi thứ chuẩn bị hết chưa? Dạ em thì kinh tế thì một phần. Còn lại gia đình chung cũng hỗ trợ được một phần. Nhưng mà ví dụ giờ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Tạm thời thì nếu được thì ở Sài Gòn. Quyết định sống ở Sài Gòn thì mua nhà ở Sài Gòn. Có thể ba em đại thọ dư sức. Ghê vậy? Ba đại thọ dư sức? Wow. Ba em làm nghề gì? Dạ bán hủ tiếu thôi. Ba có dặn dò gì trong cái vấn đề sinh con để cái lấy vợ lấy chồng gì không? Ba kêu càng sớm càng tốt thôi. Càng sớm như ba có nói là phải lấy con dâu như thế nào, ngày giờ nào mày lấy không? Dạ không. Nói chung là có khi nào báo cưới vậy thôi. Ba bán hủ tiếu ở đâu rồi? Quận 6. Ba có tài năng gì đặc biệt không? Dạ, ổng thì cũng một thời gian cũng đi làm đầu bếp và thợ hồ, thợ mộc. Trời ơi, đủ nghề hết. Cũng đủ nghề hết. Nói chung là thì nhiều người ta nói là bán hủ tiếu Quảng Ngãi, bán hủ tiếu giàu lắm. Mày mốt gì sẽ qua đó cho ăn hủ tiếu thử nha. Cũng tương đối là ổn rồi. Bây giờ cho hai bạn chơi một ít trò chơi ha. Mình bốc thăm, mình trả lời vài câu hỏi để mình cảm thấy gần gũi nhau hơn, cảm thấy thoải mái hơn nha. Giờ ưu tiên bạn gái bốc trước nè. Nói thật đi, bạn không thích ở đối phương vì sao? Điểm gì em không thích ở cô bạn gái này? Mới vừa gặp thì cũng khó mà để nhận biết được cái điểm nào mình không thích. Thật tình là em không biết điểm nào mà để mà nhận xét là không thích đó. Vậy ngược lại điểm nào bạn thích nhất ở người đối phương vì sao? Dạ người tròn trịa. Là thích đó hả? Là thích đó hả? Suy nghĩ của em là như kiểu như bù trừ vậy á. Dạ. Em nếu mà em hơi ốm thì bạn nữ tròn trịa hơn chút xíu. Rồi bốc thăm đi rồi đọc lớn lên yêu cầu bạn gái thực hiện. Đột nhiên đối phương mất tích mà không liên lạc được, bạn sẽ làm gì? Nếu mà đã quen nhau thân rồi á thì sẽ liên lạc tới người thân của anh ấy xem coi là anh ấy đang ở đâu. Cái cảm xúc của bạn, cái suy nghĩ của mình lúc đó sẽ như thế nào? Chắc là em sẽ suy nghĩ là bạn ấy có bị gì hay không. Đó, tại vì tùy theo cái tính tình của những người. Có nhiều cô gái khi mà bạn trai mất tích cái là đùng đùng lên ghen tuông hay nghi ngờ. Có nhiều người thì lo lắng, không giống như em vậy đó, thì mình sẽ có như đầu tiên có thể là ghen tuông, nhưng mà sau đó là mình lại nghĩ chắc là có cái chuyện gì để mình đi tìm hiểu. Nói chung mọi thứ là mình phải bình tĩnh để giải quyết, đừng có đụng đụng quá đôi lúc lại không đúng, đúng không? Dạ, yeah, em cũng nghĩ vậy. Rồi thế em trả lời cái câu của anh hồi nãy, điểm gì em không thích ở bạn trai? Hiện tại thì như ảnh nói thì đúng là em cũng không biết là nói gì là không thích nữa. Vậy thì em thích nhất gì ở ảnh? Em thấy ảnh rất là thật thà. Rồi bây giờ chị cho mỗi người bóc thêm một câu nữa nha. Yeah. Nếu đối phương không bấm nút, bạn có bấm không? Vì sao? Nếu mà em thích ảnh thì em sẽ bấm thôi. Nhưng mà em biết là ảnh sẽ không bấm. Không thì nếu mà em thích thì em vẫn sẽ bấm thôi. Được không? Một người phụ nữ rất là mạnh mẽ ha. Thích thì theo đuổi thôi, mà tại chưa thích lấy đầu theo đuổi đúng không?
Xin phép nắm tay người đối diện rồi nói cảm nhận. Tôi nghĩ là tay bạn nữ ấm và chung là hơi cảm giác như có đổ mồ hôi chút xíu. Có nói lên được điều gì không? Dạ, em nghĩ là bạn nữ sống khá là tình cảm. Bây giờ là giờ phút quan trọng, thì chỉ muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói thật với nhau là mình nghĩ cái gì về đối phương. Nếu trường hợp như anh đột xuất mà có thể là công ty sắp xếp anh đi công tác xa trong vòng khoảng gần 1 tháng 2 tháng, thì nghĩ xa khoảng cách thời gian như vậy có thể chấp nhận được không? Nếu như vậy thì vì công việc thì chắc có thể là chấp nhận được ạ. Anh đi anh vẫn liên lạc về được mà đúng không? Dạ, đúng anh rồi. Chứ không về được thôi, chứ thời buổi công nghệ mà. Về thì về được thôi, nhưng mà nói chung là cũng nhiều khi khó khăn một chút. Dạ. Em có tự tin là mình sẽ chăm sóc được cho bạn gái của mình không? Dạ được. Rồi còn em có suy nghĩ gì trong lúc này? Cảm nhận của em như thế nào? Cảm nhận của em thì thật chất là em không có hồi hộp gì hết. Vì em cũng đã tức là đi giảng dạy trước các bạn ở công ty rồi. Thì nam có, nữ có, mà đa số là nam không. Thì em cũng không có hồi hộp gì hết. Thì mới lần đầu gặp và qua vài phút nói chuyện á, thì em cũng nói chung là em chưa có cảm giác gì hết cả. Còn về bạn á, thì em thấy là anh ấy rất là thật thà, thì có chí cầu tiến, rất là công ăn việc làm đàng hoàng. Cơ hội thì chương trình đã dành cho hai bạn, nhưng mà quyết định là do hai bạn quyết định ha. Bây giờ Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm đến 3 tiếng, nếu mà đồng ý thì bấm thật mạnh vào nút, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại nha. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian, bạn trai đã bấm rất mạnh, méo lệch trái tim của tôi luôn. Nhưng rất tiếc là bạn gái không bấm. Thế tại sao vậy em? Ban đầu em nói với chị là do nếu mà em thích một người nào đó thì là do cảm giác. Thì hồi nãy có cái câu hỏi là nắm tay hay là gì đó, thì thực chất là em không có cảm giác. Chưa có điện, vâng, chưa rung động. Dạ. Thôi thì cũng trân trọng cái quyết định của hai em ha. Cái có thể là chưa hợp nhãn, chưa hợp gu, chưa hợp về những cái suy nghĩ. Dạ. Quan trọng là cái cảm xúc chưa chạm được vào nhau. Đó là quyền của hai bạn thôi ha. Các Tường rất là tiếc. Giống như bạn trai nói là cặp đôi cũng rất là cân xứng, là bù trừ cho nhau đó quý vị. Nhưng mà biết làm sao được, bởi vì cái quyền quyết định cũng là ở các bạn ấy. Thôi thì thay mặt chương trình chúc cho hai em ha, Ngọc Ngọc đúng không? Ngọc Xuân với Ngọc Tin sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Chúc hai em bạn sẽ được thành công nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và Cát Tường xin hẹn gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc là 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Trời, mình về không bên được người ta luôn. Cái xong em cũng không biết là người ta cũng bị sinh đánh giống em. Ngày nào cũng nhớ hết á, ngày nào cũng nhớ hết người ta luôn, cũng nhớ cái khuôn mặt đó. Dạ, mới tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là thì... con trai hay con gái nè, để tôi hỏi là anh luôn á. Dạ, con gái. À, con gái, tưởng đâu là... Em chuẩn man nha. Em thì thích một cô gái gọi là không cần cao quá. Lùn lùn, tròn tròn, lùn, dễ thương. Lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Có lùn lùn tròn tròn nữa hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn. Bên đây có hết nha. Duyên tới đây là hết. Duyên tới đây là hết. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Em nhớ là bữa hổm là có mấy cặp đôi lấy nhau đó, có mời em không? À, có gửi cho em cái qua cái Facebook á, hình có cưới. Đi không?
hỏi đình cưới. Và rất là vui nha quý vị, như vậy là đã bắt đầu có những cặp đôi tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã kết hôn với nhau. Dạ, đúng rồi. Thật ra chương trình mình là còn non lắm, mình cũng mới có một năm chứ nhiêu. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Mình phải chuẩn bị, mình phải vài năm nữa rồi mới có những cái gala, có những cái kỷ niệm rồi mới có những cái cặp đôi họ đôi khi là nhau, họ lấy nhau, họ cưới rồi con đó. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái điều đó nha quý vị, đó là những điều rất là hạnh phúc để chúng tôi cố gắng thực hiện cái chương trình ngày càng chất lượng hơn nữa, để cho quý vị tin tưởng. Ai mà còn đang độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và gặp ông mai bà mối rất là dễ thương. Và ngày hôm nay thì với một cái tinh thần hào hứng như vậy, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với hai bạn nam của chương trình. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nam. Rồi, ngồi xuống đây hai em. Và bây giờ bên đàn gái mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dễ thương quá trời, xinh đẹp, xinh xắn luôn. Bây giờ trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì tôi xin chia sẻ với các bạn nha. Các bạn đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, mỗi người sẽ có hai cơ hội. Mình ngồi ở ghế màu đỏ nè, mình ngồi ở ghế màu xanh nè. Mình có quyền lựa chọn đối phương ngồi ở ghế giống như cái màu của mình, hoặc cũng có thể là ở chiếc ghế màu ngược lại. Hiểu chưa ạ? Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Anh Tuấn ạ, năm nay em 26 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại thì là diễn viên tự do, em đến từ thủ đô Hà Nội ạ. Tuấn vào đây lâu chưa? Em vào đây cũng khoảng được gần một năm rồi ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuấn? Sở trường của em thì có thể là nhảy nhót và thả thính. Điểm yếu của em thì có thể là em hơi khó tính trong tình yêu ấy ạ. Có nghĩa là em là một con người yêu rất là nghiêm túc ấy ạ. Là phải chọn vô cùng kỹ lưỡng ấy. Mình có hơi cổ điển quá không? Đúng rồi ạ. Ồ vậy luôn á hả? Vâng. Mà làm diễn viên tự do mà cái nghề nghiệp nó phải phóng khoáng một xíu mà mình lại cổ điển. Phóng khoáng trong vai diễn nhưng mà lại không phóng khoáng trong đời thực. Hay. Rất ngại ngùng trước mặt những cô gái xinh đẹp. Giả dụ như là ngồi trước chị Cát Tường đây là em rất run ạ. Vậy sao thả thính được? Sao nó mâu thuẫn vậy? Thả thính mà run sao thả thính? Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Rồi. Khéo miệng quá ta. Khen tu là biết thả thính rồi. Rồi đó là một số những thông tin của bạn Tuấn ngồi ở ghế màu đỏ. Còn giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Dương Thúy Trinh ạ. Em sinh năm 2003. Em là sinh viên năm nhất. Em cũng làm một mẫu ảnh tự do luôn ạ. Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mục đích tới chương trình này là gì? Dạ, để tìm một người phù hợp với mình. Phù hợp với mình. Rồi bây giờ thế mạnh, thế yếu em là gì? Em thì rất là hòa đồng, vui vẻ luôn. Em thường là gây một ấn tượng tốt với người ta. Em rất thích nhảy và em rất thích shopping, du lịch và trải nghiệm nhiều thứ mới. Chắc cặp đôi màu đỏ ngồi ghế đỏ này lát tôi cho nhảy cùng nhau quá. Thiệt á. Bên đây chàng trai cũng nhảy, bên đây cô gái cũng nhảy, không biết là phải nhảy cái gì. Không, thật sự là em không phải là những chuyên nghiệp, em không biết nhảy nhưng mà em rất là thích nhảy luôn. Điểm yếu. Điểm yếu hả? Phải có điểm yếu chứ. Dạ, điểm yếu. Mình phải phát hiện được điểm yếu mình chứ. Em não cá ràng rồi, sao mà hay quên. Em cũng không phải là gọn gàng lắm. Em không giỏi trong việc nấu ăn. Thật sự là nhiều bạn trai thì thích các bạn nữ nấu ăn, nhưng mà em thì không giỏi mảng đó. Em là một người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến em khóc. Em bị suy nghĩ nhiều. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Mời bạn trai ở ghế màu xanh bắt đầu giới thiệu thông tin của mình nhé. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Hai bạn nữ dễ thương bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trí, nickname của em là Phương Nguyễn. Thì năm nay em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa sao tự nhiên lại là lấy cái nickname mà không dính gì tới cái tên vậy? Hồi đó là em là khó nuôi á, nên là khi mà nội mới là cho thầy nuôi. Thầy mới đặt tên là Phương, trong giấy tờ là tên Trí. Ở ngoài là tên Phương. Dạ đúng rồi. Mà giờ em thích tên Phương hay tên Trí? Em thích tên Phương. Vậy thì tên Phương. Dạ, công việc hiện tại của em là photographer, diễn viên tự do. Là CFO của Anh Viện Ánh Sáng, dịch vụ cưới hỏi, BA, quay phim chụp hình. Bây giờ cho chị hỏi một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Là vui vẻ, hòa đồng, em cũng biết nấu ăn, biết chụp ảnh, có thể chụp ảnh cho bạn bạn nữ. Vậy là cũng tốt, công việc cũng ổn định ha. Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Gặp các bạn nữ mà xinh á thì em cũng rất là run. Trời ơi, chụp hình ta bạn nữ đi chụp hình là đẹp rồi, mình run rồi sao chụp? Ao nét hết rồi sao? Dạ lúc đó em cũng ráng cầm chắc chứ, tại vì bản chất công việc mà. Có khi nào chụp hình cô nào nhìn cổ cái bị hấp hồn chưa, bị cú sét chưa?
Dạ cũng có Nhưng mà tính em thì công việc là ra công việc, nó không có để mà cái tình cảm nó chi phối công việc. Bây giờ tôi đang thắc mắc cô gái ngồi ghế màu xanh là nè, em giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Nguyễn Ngọc Xuân Ngân và em sinh năm 2003, quê ở Đồng Tháp và hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Trời ơi, con gái Đồng Tháp hiền dịu, dễ thương. Có khi nào nhớ ba nhớ mẹ nằm ở nhà khóc không? Đêm đầu tiên thì có. Có khóc luôn, nhớ ba nhớ mẹ lên thành khóc phố. Khóc luôn. Một thân một mình lên đây, đây ở ký túc xá hay là? Em ở trọ với chị bà con. Em hiện đang học quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Về truyền thông á. Truyền thông. Dạ, sau này thì em có ước mơ là trở thành một biên tập viên đài truyền hình. Wow, biên tập viên chỉ đài truyền hình. Chỉ là ước mơ thôi. Không, phải phấn đấu và đặt mục tiêu chứ, cũng là hướng về nghệ thuật. Hầu như bốn người ngày hôm nay là ai cũng có máu nghệ thuật trong người hết rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Thì em là một người biết lắng nghe, em biết nấu ăn. À, nấu ăn ngon. Trong công việc thì em sẽ tập trung vào làm việc rất là chuyên nghiệp khi mà vào việc của mình ạ. Còn về điểm yếu thì em là một người dễ tin người, cho nên là em đến chương trình để có thêm nhiều kinh nghiệm về tình yêu để không bị dụ. Ở đây anh với vợ chị Tường là không ai dụ, hai không ai dụ em gì hết trơn á nha. Chỉ như là em cũng muốn tìm được một bạn nam phù hợp với mình ạ. Hai cô gái thùy mị nó đa quá, có thông tin rồi đó chị Tường. Bây giờ thì quay trở lại với Tuấn nha. Tuấn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua khoảng 2 mối tình rồi. Khoảng là sao cưng? Nó phải chính xác chứ, làm như là khoảng 30-40 thì mình mới đếm được chứ, có 2 mà sao khoảng? Dạ là đã trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Chính thức ha, còn cái râu ria là không tính ha. Đúng rồi. Chính thức sao, kể chị nghe về 2 mối tình của em nè. Mối tình của em là một mối tình là thời gọi là thời còn đi học đấy. Là yêu một bạn học cùng lớp. Nói chung là ngày đấy cũng trong sáng, không có gì để nhớ nhiều cả. Nhưng mà nó là một tình đẹp. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Còn mối tình thứ hai là sau khi lên học đại học ạ. Em quen cũng được 3 năm ấy. Khoảng thời gian mà quyết định vào thế thì hai đứa chia tay ạ. Mình không nên để cho bạn nữ phải chờ đợi mình. Thì em chia tay ạ. 3 năm chia tay cái nhẹ nhàng vậy đó hả? Cũng không nhẹ nhàng mấy. Nhìn thì tưởng nhẹ nhàng nhưng mà thực chất là nó cũng không nhẹ nhàng. Có khóc lóc bệnh rịnh gì không? Có nuối tiếc gì không? Cũng có một chút nuối tiếc ạ. Rồi vào đây cả một suốt thời gian một năm vừa rồi thì mình có để ý ai không? Cũng chưa để ý ai ạ. Nên là em mới quyết định hôm nay tham gia để tìm kiếm cơ hội đấy ạ. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Dễ thương này, thấu hiểu và ngoan ngoãn là được ạ. Em thì thích một cô gái gọi là không cần cao quá, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Có lùn lùn tròn tròn đó hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn không? Bên đây có hết nha. Có hết nha. Đó là những cái tiêu chí của là bạn Tuấn. Tuổi nào thì tuổi kết hôn là nó phù hợp với em? Đến thời điểm chín muồi thì mình cưới thôi ạ. Chứ còn già hay trẻ thì không quan trọng. Có nghĩa là nếu bây giờ gặp trúng người mà phải cưới được thì cũng là cưới luôn. Vâng. Ồ. Đây là cô người mẫu ảnh của tôi. Chuyện tình yêu cô như thế nào? Cuộc tình mà xuất sắc nhất á thì chỉ có một thôi. Còn lại thì em cũng không biết gọi là cái đó là cái gì. Gió thoảng mây bay. Là 2 năm trước lúc đó em chỉ có 16 tuổi rưỡi. Là cái tuổi trăng tròn đó anh. Em còn đi để học. Để gãy sừng trâu. Dạ đúng rồi. Em vừa đi học mà vừa đi làm. Trong lúc đi làm thì em gặp được người đó hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi, rất đẹp trai. Ôi. Trai, đâu, thầy tả sự đẹp trai của ảnh cho anh nghe. Nói chung là bạn đó là người Trung Quốc. Mắt hí, mập mập, lùng lùng. Dạ không, bạn đó người cao hơn. Người ta đẹp trai dữ lắm mà em diễn tả sao ra mắt hí. Ai biết trong mắt em là người đó đẹp trai. Nói chung là gặp xong rồi mình không bên được luôn á, kiểu sẽ tính luôn á nha. Trời, mình kiểu như là cái gì vậy trời, mình về không bên được người ta luôn. Cái xong em cũng không biết là người ta cũng bị sẽ đánh giống em. Ngày nào cũng nhớ hết á, ngày nào cũng nhớ hết người ta luôn, cũng nhớ cái khuôn mặt đó. Cuối cùng xin được file cái nhắn tin. Cái 3 ngày cái nào người yêu khi nào biết luôn. Thực ra mối tình đó chọn vẹn cho 100 ngày thôi. Trời ơi, em có đếm luôn, em đếm từng ngày luôn. Tính 100 ngày luôn hả? Hồi đó em còn trẻ trâu lắm. Xong rồi bạn ấy chia tay em. Chia tay em. Lý do? Hồi đó bạn ấy nói em là em yêu sai cách. Nếu bây giờ em cũng không hiểu tại sao em yêu sai cách, không hiểu tại sao luôn. Sau 2 năm thì có đầu lại với em gần đây. Nhưng mà em không chấp nhận, tại vì mình không thể chấp nhận một người mà đã làm mình đau khổ, tổn thương. Em bị tổn thương rất là nặng nề do cái lần chia tay đó. Bây giờ mẫu người là lý tưởng em là gì? Mẫu người tưởng của em là cao, da trắng xíu. Đừng có lấy cái mẫu của con kia ra để so với ra cái này nha. Khác chia. Không, quan trọng là biết quan tâm tới em, đừng có bỏ rơi em lúc em cần.
Bây giờ nó nghe nè, khó kiếm ai được có cú sếp ái tình giống người tình trong mộng của mình lắm khi thôi, mà mình dạ, cho nên là vừa vừa bỏ nó qua bên đi nhá. Bỏ qua. Ừ, em không biết mà em cứ tìm theo cái người giống vậy hoài là giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Đâu ra? Đó bởi vậy chị en en nè nè nè. Thôi rồi. Tỉnh mộng lên mấy cô gái trẻ ơi. Tỉnh mộng đi mấy cô gái trẻ. Đừng bị sét đánh nữa mấy em ơi. Ừ. Sét đánh là en en nè. Đẹp quá chứ để giờ mà le le chứ không làm được gì đâu. Rồi bây giờ quay lại đâu rồi tới ai rồi tôi rối rồi nè. Tình trường trải qua mấy mối tình. Photo rapper nè. Em trải qua hai mối tình. Hai luôn, rồi kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên là khoảng gần 7 năm. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Mạnh dữ. Cái mối tình nó trong sáng, ngày thơ trong sáng lắm. Ờ. Cho tới khi là bạn nghỉ học, bạn theo gia đình thời gian sau á, thì em cũng lên. Thì trong một lần tình cờ thôi là em phát hiện được bạn nữ đó là quen một người khác. Phản ứng em như thế nào? Nói chung là em rất là sốc. Tại vì nếu mà bạn nữ đó quen một người con trai khác như em á, thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà đằng này là bạn nữ đó lại quen một người con gái. Em có nói chuyện trực tiếp với cổ không? Dạ em có nói chuyện và bạn ấy chọn người kia. Dạ. Thôi rồi mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là thì... con trai hay con gái nè, để tôi hỏi là anh luôn á. Dạ con gái. À con gái, tưởng đâu là em chuẩn men nha. Em chuẩn men nha. Thì quen được khoảng 2 năm thì tụi em cũng là có dự định là tiến tới hôn nhân. Ừ. Kẹt cái là gia đình bên kia là không chấp nhận. Tại sao? Cũng như là có chọn một người ở dưới quê cho bạn đó và muốn bạn đó là nghe theo lời của gia đình. Tình yêu cũng rồi, chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn. Dạ thật sự thì mấy năm nay em cũng có để ý một vài bạn. Em xui lắm là để ý ai cái người ta có chồng à. Đâu nha nè em dòm để ý đụng chị vô, chị để cái ý giùm chị cái. Để ý chị giùm chị cái coi. Cho mát tay coi. Thôi em dám đụng đâu. Trời ơi em để ý thôi sao em đụng. Trời ơi trời. Bây giờ rút coi là cái mối tình 7 năm cũng chưa đụng rồi. Cái mối tình 2 năm cũng chưa đụng luôn. Là đụng vô ai là người đó có chồng? Dạ đụng vô là có chồng. Vậy em rút kinh nghiệm giùm chị. Bây giờ có mối tình nữa em làm ơn em tăng tốc giùm chị cái. Bởi vì đừng nói tôi suối nha. Giờ muốn tìm một người như thế nào? Hơi bánh bèo một xíu. Không có cá tính mạnh mẽ quá. À dạ. Rồi tóc dài. Chăm cho gia đình một xíu. Tại vì công việc của em bây giờ nó cũng gọi là nhiều. Hai chàng trai của mình đều là những người thích những cô gái có vẻ nó hơi truyền thống, hơi cổ điển một xíu. Ha. Rồi, hai chàng trai good boy còn sót lại ha. Cô gái ghế màu xanh bên kia đi. Rồi, con Lanh. Sao, chị tình yêu em sao? Em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Cấp 2. Cấp 2. Đến bây giờ luôn ế. Lúc đó là em học cuối năm lớp 6. Cuối năm lớp 6? Chị Tường qua học hỏi này Tường ơi. Chị Tường qua đây học hỏi này chị Tường. Ủa, tôi lớp 5, tôi đã yêu anh học lớp 6 rồi mà. Rồi, tiếp nè. Rồi. Yêu nhau thì nó cũng chỉ là trong sáng, ngây thơ, tuổi học trò thôi. Chia tay vì tụi em học khác lớp với nhau. Xa mặt cách lòng. Trời ơi, xa cái cách cái lớp có một bước qua rồi. Chắc vậy rồi, xa mặt cách lòng. Trời ơi. Tại vì lúc đó tình cảm nó cũng nhạt dần. Nhạt rồi, tự cảm nhận được. Lớp 83, 86 có nhau tới 3 cái lớp. Em nói thế nào với lại bạn ấy? Em nói là chia tay, xong rồi chia tay luôn. Có nói lý do không? Anh hỏi tại sao không? Không cần hỏi lý do luôn. Không hỏi lý do luôn. Duyên tới đây là hết. Duyên tới đây là hết. Mẫu hình lý tưởng của em là gì nè? Cao, tâm lý, nói chuyện hợp với em và đặc biệt là phải thành thật. Nhìn vẻ bề ngoài thì ít nói, lạnh lùng một xíu hơn tuổi em. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Rồi, hy vọng ngày hôm nay là các bạn sẽ tìm được ha. Các bạn trẻ có những câu chuyện tình hết sức là dễ thương và éo le. Rồi bây giờ cho chị Tường hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới thì Tường thấy có ba bạn nè. Xin chào tất cả mọi người. Con chào cô, con chào chú. Con tên là Trang ạ. Em gái của anh Tuấn. Ngồi nãy giờ xem có hai cô gái bên kia thì hiện tại là nhận xét như thế nào? Đầu tiên thì hai em rất là xinh, rất là nữ tính, dịu dàng. Em thì em thích cái em ngồi ghế đỏ hơn. Thì giờ quan điểm của em là thấy Tuấn phù hợp với lại cô ngồi ghế màu xanh hay là ghế màu đỏ? Dạ, với em thì em thấy về cái ngoại hình thì em thấy
anh Tuấn sẽ thích cô gái màu xanh hơn. Còn về tính cách và cách yêu các thứ thì em nghĩ là anh Tuấn sẽ hợp với bạn người yêu đó. Rồi, mời em gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người cùng anh Hứa Vinh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Trang và em là thành viên trong ekip của anh Trí ạ. Xem chương trình nãy giờ thì em thấy là bạn gái nào sẽ phù hợp với anh Trí? Ghế màu xanh ạ, sẽ phù hợp hơn. Vì chị đó biết nấu ăn, đảm đang để làm một hậu phương vững chắc để anh yên tâm anh làm việc á. Vâng, cảm ơn em. Một phân tích cũng rất là sâu sắc ha. Đó là những ý kiến của người thân để cho tất cả các bạn trên này có thể tham khảo thêm thôi. Còn quan trọng vẫn là cảm xúc của chúng ta, và đặc biệt các bạn đều là những bạn trẻ thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt rất là quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Mở cửa trái tim. Ô, bạn nhau quen rồi hả? Bạn nhau cười quá. Hai đứa ngoài có yêu nhau rồi hay gì vậy? Dạ không ạ, tụi em có quen nhau và ngày mai tụi em có đi chụp chung một bộ hình cưới ạ. Ngày mai? Vâng ạ. Ngày mai đám cưới luôn hả? Ôi, ngày mai chụp hình đám cưới chung luôn. Ngày mai chụp hình chung bộ đám cưới. Chà, có điểm đó nha. Nhiều khi cái này có điểm mà một chàng có tay cho bộ ảnh cưới ngày mai. Trời, nhiều khi bấm hẹn hò là mai đám cưới luôn hả? Ghê vậy. Ba lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Thứ nhất là trong học tập nhảy, cùng đam mê nhảy nè. Thứ hai là quay game show, thứ ba cũng là quay game show luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Tìm hiểu thêm nha, tìm hiểu thêm nha. Không, nhưng mà anh đây cũng tròn tròn nè, cũng hay hay với bộ. Cô kia trắng tinh kìa, thấy không? Trắng tinh tròn tròn nè. Cơ hội vẫn còn để đó nha. Chị, cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà mở cửa trái tim này ra? Thấy hai bạn nữ rất là xinh. Một bạn nữ là dễ thương nè, một bạn nữ thì cũng là cá tính. Nói chung là nãy giờ có bị rung rung gì không? Để coi tim em nó rớt đâu. Quăng mí gắn vô. Ghê. Còn em gái? Em ngồi lặng luôn vậy. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái gu của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Tóm lại là tín hiệu đáng mừng là trong hai người này là có người trúng gu em phải không? Xem. Phải không? Rồi. Để nó đi, bí ẩn còn ở phía trước. Bí ẩn còn ở phía trước để coi bạn nam nào là gu của em. Rồi bây giờ nhảy cái đi nè, cho nó vô cái này, nó có kỷ niệm với nhau nè. Còn cái chuyện chọn ai bấm ai chưa quan trọng. Quan trọng là bây giờ mình đồng nghiệp, mình gặp nhau bây giờ mình biểu diễn cái cho vui nè, được không? Ủa hả, em người mẫu ảnh hay là freestyle đi luôn. Nè, đứng lên nè. Hồi nãy em có nói với chị ta rồi, em là năng khiếu của em là nhảy. Mời. Rồi, em mời lên. Đi nè. Wow. You say that you miss me, 'cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. I don't believe you know, 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 no, no. One thing I love about you is your dedication. Rồi ơi, cái gì bắt tay khái được rồi ha. Em thì em cũng biết nhảy, cũng thích hát hò, thì em sẽ hát một đoạn để tặng bạn. Thì bài hát này là bài Chờ Em Đến Tháng 13, nằm trong MV ca nhạc của em. Trời ơi, trời ơi, ghê hả? Khi yêu em, anh chẳng mong cầu hay là vì điều gì toan tính. Em kêu ta trong mắt bao người như hàng ngàn tinh tố lung linh. Rồi một ngày kia em quay bước đi, một mình anh đứng coi trong đêm cay khóe mi. Đợi chờ em, vì cớ sao em đi không nói một câu. Một năm 12 tháng chờ đợi, bao tháng đợi chờ, than xuân, thu đông hạ sang. Và khi anh nhận ra rằng mình đã lỡ, đánh mất trái tim em không quay trở lại. Đợi chờ em một mai về đây cùng anh, cho dù tháng 13. Wow. Tặng quà đi.
mình phải tấn công liền. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. À, em mở món quà ra đi. À, trong đây là một cây son. Em lúc nào cũng muốn bạn gái mình là có một cái đôi môi là luôn tươi tắn và xinh xắn. Thì son không thể thiếu đối với một hoàng nữ. Em cảm ơn anh. Hôm nay đến chương trình thì em có mang đến đây ba thứ. Nó gần như là biểu tượng của người Việt Nam ấy. Tinh đẹp này, có mồng mè này và thơm này. Vâng, và em xin tặng chị Cát Tường một đó. Wow. Cái này tặng Trinh. Cảm ơn ạ. Cái này anh gửi đến em. Hai cái bông màu hồng, cái bông màu đỏ. Rồi. Vẫn còn băn khoăn nha. Ở đây có hai loại, một cái mặn và một cái nhẹ. Anh thích mặn mòi. Ok. Vậy còn lại cho anh nhé. Phục vụ anh tận nơi chỗ luôn. Cảm ơn em nha. Dạ. Hai anh có biết là tại sao em lại chọn món bánh mì không? Theo anh nghĩ thì là buổi sáng nay em đến tiệm bánh mì và người ta bán cái sandwich. Em mua tiện. Có thể là một lý do, một trong những lý do đơn giản của em. Tại em cũng ăn bánh mì mà, cho nên tiện mua. Anh nghĩ em chọn bánh mì sandwich vì nó mềm mại. Thiếu một lý do. Đó là tại sao em không tặng anh một món hồng hay là một món gì đó chất, mà định là một món đồ ăn. Tại vì chung là nó tốt hơn sức khỏe. Con đường đi đến tình yêu nó phải thông qua cái bao tử. Rồi thì bây giờ chị sẽ mời hai bạn nam chủ động lần lượt qua, xin phép được nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mình muốn nói trước khi chúng ta về vị trí và quyết định bấm nút lựa chọn ai. Mời em. Anh xin phép nắm tay em được không? Dạ được. Thì không biết là sau chương trình này và sau cái lần bấm nút thì là A sẽ chọn A, nhưng mà anh mong là sau chương trình này nếu mà chúng mình có thể là một buổi nào đó rảnh rỗi, anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Dĩ nhiên. Ok. Anh xin phép nắm tay Trinh được không? Ngày mai đằng nào cũng nắm tay Trinh mà. À. Ngày mai đằng nào cũng nắm mà. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem có thể như mình mong muốn không nhá. Ok anh. Em xin phép được đi từ gần đến xa trước. Ghê okay quá, mỗi người mỗi chiến thuật ha. Ghê quá. Em xin phép được đứng chính giữa. Em ngồi xuống đây đi em ơi. Anh một bàn tay em nha. Trời, cái gì vậy? Rợ tim luôn hả? Em có cảm nhận được gì không? Em cảm nhận rằng anh rung quá à. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn bên kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sao xuyến rung động hết. Nên là nếu mà dù cho sau cái bấm nút á, nếu mà mình có duyên hoặc là chọn hay không chọn gì đó thì có thể mình là một người bạn hoặc là anh em. Em rất sẵn lòng vì điều đó. Cảm ơn anh. Tay em rất là ấm. Anh cảm nhận được em cũng rất là run. Anh cũng rất là run luôn. Tim anh nãy giờ rớt có ngoài anh lụm vô mấy lần luôn á. Thì nếu mà mình có duyên á thì có thể sau cái bấm thì có thể tìm hiểu xa hơn. Còn nếu như mà cảm thấy mình chưa có duyên với nhau thì mình có thể làm bạn hoặc là anh em. Cũng hẹn em một cái dịp nào đó gần nhất, hoặc là mình có thể tìm hiểu từ từ xong rồi tiến xa hơn cũng được. Ok. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Cái cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Có nhiều người cứ nói với chị là nó không quan trọng, nhưng mà đối với Cát Tường, cái cảm xúc đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nhắm mắt lại và lắng nghe những cái gì mà anh Đạt sẽ chia sẻ. Đặt tay nút bấm đi à. Giờ các bạn hãy hướng mắt về phía trước và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 3 lần gặp rồi
mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái view của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sao xuyến rung động hết. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem. Dạ, bấm. Hết thời gian à. Tại sao hồi nãy tâm sự với nhau đồ là có duyên với nhau quá mà gặp đó em chắc chắn là duyên đó. Rồi nói với nhau là nếu mà cái gì hẹn hò, gì nhắn tin là cuối cùng không bấm. Em chưa có sự tin tưởng á anh là anh sẽ thật sự là muốn hiểu em hay là thật sự là muốn yêu. Em chưa cảm giác được cái điều đó. Rồi, vậy em quyết định không bấm. Rồi. Em chưa cảm nhận. Còn em? Em không có rung động với ai. Em nghĩ sao có một anh đang bấm em? Thật ra thì cảm xúc của em thì em rất tôn trọng nó. Và em phải xin lỗi anh. Rồi Trí thì sao? Sự thì em cần tìm một cái người con gái gọi là phụ nữ của gia đình một xíu. Hiện tại gia đình em đang rất là hối em cưới vợ. Ừ, chị cũng thấy điều đó. Chị cũng rất là trân trọng cái quyết định của em. Dạ. Thế còn Tuấn thì sao? Bạn gái em ở ngồi ghế xanh ấy, khá là hiền lành mà lại đúng gu của em đúng không? Ừ. Mình coi mình tưởng đâu là sẽ dính nhưng mà cái kinh nghiệm của Tường là bốn bạn này rất là khó được thành đôi với nhau. Các bạn có thích đó nhưng mà các bạn suy nghĩ quá nhiều và suy tính quá nhiều. Thôi thì hôm nay là mình thất bại thì các bạn cũng đã kết nối được với nhau, làm bạn bè anh em đồng nghiệp với nhau ở ngoài đời và biết đâu một cái tình yêu, một cái duyên gì đó nó sẽ đến với các bạn trong một ngày không xa. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Ra đây cơ. Và bây giờ thì Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt sức gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Rồi, và đối với cặp đôi thất bại thì đừng có lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và một lần nữa xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.